Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Eminvest, mình là Minh. Và trong video này mình sẽ chia sẻ và mình muốn nói với các bạn một câu chuyện. Đấy chính là sự mất giá của đồng tiền ở những quốc gia trên thế giới nó đã diễn ra kinh khủng. Và nó đã có những cái biến động mà mình nghĩ là ngoài cái sự hiểu biết và ngoài cái sự chịu đựng của người dân ở quốc gia đó. Và nếu như ở trong thời điểm này các bạn đã nghĩ là trước đây bát phở có giá là 30.000, sau đó lên 60.000, 90.000, 120.000 là những con số mà nó quá là khủng khiếp cho việc tăng giá, thì các bạn hãy biết rằng ở trong những quốc gia khác và ở trong những thời điểm trước đây đã có những ngày cái giá của bát phở nó đã tăng gấp đôi, tăng gấp ba, thậm chí là tăng gấp 4-5 lần chỉ sau 1-2 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc là gì? Đồng tiền của người dân ở trong thời điểm đó nó bị chia 2, chia 3, thậm chí chia 5, chia 7 chỉ trong vòng 1-2 ngày. Sự thực nó là như thế nào thì mình sẽ trả lời cho các bạn ở trong video này. Và trước khi bắt đầu nội dung video của chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới mà cần cập nhật thông tin về thị trường, thì ở trong thời điểm hiện tại mình đang có 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm Private 1 sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân của mình về vàng mỗi ngày để các bạn tham khảo. Thứ hai là Private 2 sẽ gửi cho mọi người những update cũng như là cập nhật những cái thông tin về những cặp tiền. Thứ ba là nhóm Eminvest Crypto. Ở đây thì mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cũng như là những cái phân tích của mình về những cái đồng coin cũng như là đường đi của nó. Ngoài ra thì mình cũng có một cái nhóm scalping vàng đến từ một người bạn nước ngoài của mình. Thì tất cả 4 cái nhóm này đều là miễn phí. Và nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn thể kéo xuống dưới phần mô tả bất cứ video nào. Các bạn bấm vào phần form đăng ký hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc đơn giản hơn các bạn thể nhắn tin cho mình theo số Zalo 0969156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm tương ứng. Ngoài ra đối với khóa học online thì mình đã có bổ sung thêm kiến thức cũng như là nâng cấp thêm hệ thống công cụ chỉ báo riêng độc quyền của Eminvest dành cho những bạn học viên của mình. Nếu các bạn muốn tham gia vào khóa học phân tích vàng và những cặp tiền trong thời gian ngắn hạn thì các bạn thể nhắn tin theo số điện thoại là 0862631626 để các bạn thư ký liên hệ và hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn ở trong lớp học online này. Và chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, đấy chính là tình hình lạm phát tại Hy Lạp vào năm 1944 với mức lạm phát cao nhất là 13.800%. Quay trở về thời điểm đó, lạm phát ở Hy Lạp bắt đầu vào tháng 10 của năm 1943 khi mà quân đội Đức đang chiếm đóng nước này trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ 2. Tuy nhiên, lạm phát trở nên trầm trọng nhất là vào tháng 10 của năm 1944 khi mà chính quyền lưu vong Hy Lạp đã giành lại quyền kiểm soát Athens. Giá cả trong thời điểm đó đã tăng lên ở mức là 13.800%. Và vào năm 1942 thì mệnh giá lớn nhất của đồng Drachma là 50.000. Nhưng vào năm 1944, con số này đã lên đến mức là 100 tỷ. Vào ngày 11 tháng 11 của năm 1944 thì chính phủ Hy Lạp đã phải định giá lại cái đơn vị tiền tệ của mình và đổi đồng tiền cũ sang đồng tiền mới với tỷ lệ 50 tỷ chia cho 1. Tuy nhiên thì đại bộ phận dân chúng vẫn dùng đồng bảng Anh như một đơn vị tiền tệ không chính thức cho đến giữa năm 1945. Nguyên nhân của cuộc siêu lạm phát tại Hy Lạp ở trong thời điểm đó được cho là đến từ chiến tranh. Và cuộc chiến này đã làm cho Hy Lạp bị ngập chìm trong nợ nần. Quay trở lại thời điểm đó, ở năm 1939 thì Hy Lạp đã có mức thặng dư ngân sách là 271 triệu drachma. Nhưng cái khoản tiền này đã nhanh chóng chuyển thành mức thâm hụt là 790 triệu drachma vào năm 1940. Chủ yếu là do suy giảm thương mại và sản xuất công nghiệp cộng với những khoản chi ngoài dự tính dành cho quân sự bị tăng cao quá mức. Thâm hụt ngân sách còn gia tăng do Ngân hàng Trung ương Hy Lạp liên tục rút tiền, và hành động này đã làm cung tiền trên thị trường tăng gấp đôi chỉ sau vòng 2 năm. Và sau cuộc nội chiến của năm 1945 đến năm 1946 thì nước Anh đã đề xuất một kế hoạch bình ổn cho đồng Hy Lạp, bao gồm việc là tăng doanh thu từ việc bán hàng cứu trợ, điều chỉnh một số thuế suất đặc biệt và thành lập một ủy ban tiền tệ. Mục đích của nó là để chịu trách nhiệm cho những vấn đề về tài chính ở quốc gia này. Và vào đầu năm 1947 thì giá cả đã được bình ổn, và trong thời điểm đó thì nó đã chính thức đưa Hy Lạp thoát khỏi cảnh lạm phát phi mã. Trường hợp thứ hai mình muốn kể đến, đây chính là lạm phát của Đức ở trong năm 1923 với mức lạm phát cao nhất là 29.500%. Đồng mark Đức được sử dụng từ năm 1914 khi mà chế độ bản vị vàng bị bãi bỏ. Tỷ giá của đồng mark Đức với đồng đô la Mỹ ban đầu ở mức là 4,2 mark trên 1 USD khi mà chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Tuy nhiên, khoảng tháng 8 của năm 1923, người ta đã phải bỏ ra tới 1 triệu mark Đức để đổi lấy 1 đô la Mỹ. Người dân Đức đã phải giao dịch với số tiền lên tới hàng trăm tỷ mark Đức mỗi ngày. Và ở trong thời điểm này, với lạm phát cao như vậy, chính phủ Đức đã phải định giá lại đồng mark Đức và thay đồng mark cũ bằng Rentenmark với tỷ lệ là 4,2 mark trên 1 đô la Mỹ và cắt bớt 12 số 0 ở trên cái đồng tiền mới. Nhưng siêu lạm phát và những áp lực kinh tế mà nó gây ra đã góp phần cho sự nổi lên của Đảng Quốc xã và Adolf Hitler.
nhiều người tin rằng lạm phát phi mã ở Đức là hệ quả trực tiếp từ việc chính phủ in quá nhiều tiền để chi cho chiến tranh. Nhưng nguyên nhân chính của việc này đã được hé lộ sau đó vài năm. Năm 1914, Đức đã ngừng hỗ trợ cho đồng tiền nước này bằng vàng và bắt đầu đi vay để chi trả cho chiến tranh thay vì thu thuế. Tới năm 1919 thì giá cả gần như đã tăng gấp đôi và nước Đức ở trong trạng thái thất trận. Các bạn có thể nhìn thấy là khoản tiền bồi thường sau chiến tranh được quy định trong Hiệp ước Versailles đã buộc Đức phải trả bằng vàng hay trả bằng ngoại tệ tương ứng thay vì trả bằng đồng mark Đức. Và để mua được số ngoại tệ này thì chính phủ Đức hiển nhiên đã phải sử dụng đồng mark Đức được đảm bảo bằng khoản nợ của chính phủ. Chính nó đã làm tăng tốc độ phá giá của đồng tiền. Khi người Đức không thể trả được cho những khoản nợ thì quân đội Pháp và quân đội Bỉ đã chiếm thung lũng Ruhr vào tháng 1 của năm 1923, đòi hỏi Đức phải trả bằng hiện vật. Việc này thì cũng đã gây ra rất nhiều vụ đình công và phản kháng bị động của công nhân tại đây và làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Và chỉ trong vòng hơn 1,5 năm, cả nước Đức đã chìm trong lạm phát phi mã. Một trường hợp siêu lạm phát nữa đã xảy ra đối với đồng dinar của Yugoslavia trong khoảng thời gian là 1993 đến 1995. Và đỉnh điểm của cuộc lạm phát này là vào tháng 1 của năm 1994, khi mà giá cả đã tăng 313% chỉ trong vòng 1 tháng, tương đương với mức tăng là 64,6% mỗi ngày, với giá tăng gấp đôi chỉ sau 34 giờ. Nguyên nhân đằng sau lạm phát của quốc gia này chính là từ những xung đột trong khu vực, khủng hoảng kinh tế và chính sách quản lý kém hiệu quả của chính phủ. Sau một cuộc suy thoái mang đậm dấu ấn của những khoản vay nước ngoài khổng lồ và đình trệ xuất khẩu vào năm 1970, thì Yugoslavia đã ngập chìm trong xung đột và đấu tranh chính trị suốt những năm 80 và những năm 90. Sau khi được nhận khoản vay từ IMF, thì khoảng 1.100 công ty tại đây đã bị phá sản, kéo theo hơn 600.000 trên tổng số 2,7 triệu lao động bị sa thải. Ngoài ra, thì một số công ty đã quyết định không trả lương cho công nhân trong những tháng đầu năm để tránh phá sản. Và việc này đã làm ảnh hưởng tới khoảng 500.000 người quốc gia này trong thời điểm đó. Những cuộc nội chiến, sự tan rã và mất ổn định của chính phủ là những nguyên nhân chính gây ra lạm phát tại quốc gia này. Bên cạnh đó thì sự quản lý yếu kém của chính phủ bao gồm cả việc nhận thức kém về những chính sách kinh tế khi cho rằng in tiền một cách ồ ạt sẽ không gây ra một ảnh hưởng gì. Và ngoài ra thì những thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng và áp đặt giá cả đã làm cho tình hình tại quốc gia này trở nên tồi tệ hơn. Chính phủ áp đặt giá ở mức quá thấp và người dân không thể có lợi nhuận từ việc bán nông sản. Và hậu quả là họ đã đóng cửa cửa hàng để bảo vệ cho hàng hóa của mình. Và nguồn cung đã giảm mạnh khiến giá hàng hóa trong thời điểm đó tăng vọt. Tiếp theo sau đây là mức lạm phát của Zimbabwe với con số lên đến 79,6%. Đỉnh điểm là vào tháng 11 của năm 2008, khi mà lạm phát ở Zimbabwe đã lên mức là 79% mỗi tháng. Giá cả ở trong quốc gia này đã tăng gấp đôi chỉ sau vòng 24 giờ. Vài ngày sau khi mà phát hành tờ tiền mệnh giá 100 triệu, Ngân hàng Trung ương đã phải phát hành đồng tiền với mệnh giá 200 triệu và giới hạn số tiền rút ra khỏi ngân hàng ở mức là 500.000, tương đương với con số là 0,25 đô la Mỹ. Khi mà tờ 100 triệu được sử dụng, giá cả bắt đầu tăng chóng mặt. Các báo cáo ghi lại rằng một chiếc bánh mì ở trong thời điểm đó đã tăng từ 2 triệu lên 35 triệu chỉ sau một đêm. Và có những thời điểm thì chính phủ còn tuyên bố lạm phát là bất hợp pháp và bắt tất cả các giám đốc của những công ty nào dám tăng giá cả sản phẩm trong thời điểm đó. Khi Zimbabwe giành được độc lập vào năm 1980 thì chính phủ nước này đã chấp nhận sử dụng đồng tiền mới với tỷ giá ban đầu so với đồng đô la Mỹ là 1,25 đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính sự quản lý yếu kém của chính phủ Zimbabwe về sau đã gây ra cuộc lạm phát phi mã ngoài tầm kiểm soát này. Lạm phát bắt đầu vào thập niên 1990 khi mà Tổng thống Robert khởi động chương trình phân phối lại đất đai lấy từ nông dân gốc Âu để chia cho nông dân Zimbabwe. Và việc này đã làm sản lượng nông nghiệp đột ngột giảm mạnh và tăng giá cả là một cái điều tất yếu. Đầu thế kỷ 21 thì Zimbabwe đã bước vào lạm phát phi mã và đến năm 2006 thì nước này đã in ra 21.000 tỷ đô la Zimbabwe để trả nợ cho IMF. Và cùng năm đó thì Zimbabwe lại phải in thêm 60.000 tỷ đô la Zimbabwe để trả lương cho binh lính, cảnh sát và các quan chức nhà nước. Và vào năm 2007 thì nước này đã thiếu hụt trầm trọng nguồn lương thực thiết yếu, nhiên liệu và các thiết bị y tế. Và vào tháng 7 của năm 2008, tờ Los Angeles Times đã đưa tin rằng chính phủ Zimbabwe đã hết sạch giấy để in tiền.
Và đó, những câu chuyện mình vừa kể cho các bạn là những câu chuyện có thật ở trong lịch sử. Nó liên quan đến việc gì? Câu chuyện lạm phát nó bắt đầu từ đâu? Là từ việc mà ngân hàng nhà nước in tiền một cách không có kiểm soát, hay nói cách khác là việc ngân hàng nhà nước kiểm soát và điều phối cái dòng tiền ở trong nền kinh tế như thế nào? Và từ những câu chuyện này chúng có thể liên kết đến những dòng chảy của đồng tiền ở trong nền kinh tế Việt Nam như thế nào? Như đã chia sẻ ở những cái video trước, chính sách lãi suất của Việt Nam hiện nay đang đi ngược lại so với Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đầu năm 2023 đến nay thì ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành. Đồng thời thì ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo cho các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân và nền kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh. Và như vậy, với chính sách này thì lẽ ra tăng trưởng tín dụng của những ngân hàng thương mại phải tăng nhanh. Nhưng khá là bất ngờ khi mà trong 6 tháng đầu của năm 2023 thì tăng trưởng tín dụng của những ngân hàng mới chỉ đạt là 3%. Cùng với đó, ở cuối năm 2022 và những tháng đầu của năm 2023 thì ngân hàng nhà nước đã thực hiện nhiều đợt bơm tiền đồng thời với chính sách hạ lãi suất nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên thì như đã nói ở trên, tăng trưởng tín dụng đang ở mức thấp và điều đó chứng tỏ là nền kinh tế đang hấp thụ vốn tương đối chậm. Vậy thì dòng tiền hiện tại đang chảy về đâu và nó có ảnh hưởng như thế nào tới thị trường tài chính? Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì ngân quỹ quốc gia đang tồn hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó có tới 895.000 tỷ đồng tại ngân hàng nhà nước và còn lại 130.000 tỷ đồng đang nằm tại các ngân hàng thương mại. Và khi lượng tiền dư thừa nhiều nhưng lại không được đưa vào lưu thông, không phục vụ cho sản xuất kinh doanh mà chỉ xoay vòng quanh hệ thống ngân hàng thì sẽ dẫn đến việc thúc đẩy sản xuất, phục hồi kinh tế sẽ không đạt được hiệu quả như chúng ta kỳ vọng. Và tiền không phục vụ cho sản xuất kinh doanh sẽ không tạo ra được giá trị thặng dư. Và đồng thời việc lãi suất hạ thấp nhưng người dân vẫn lựa chọn gửi tiền tại ngân hàng, chứng tỏ là nền kinh tế đầu tư đang không ổn định và hấp dẫn. Trước tình hình đó thì không quá ngạc nhiên khi mà nguồn tiền nhàn rỗi vẫn đang tập trung và tìm nơi trú ẩn chính là hệ thống ngân hàng. Lý do đơn giản là vì đây là một kênh đầu tư an toàn hơn tất cả. Dù mức lãi suất tiết kiệm vẫn ở mức thấp nhưng vẫn cao hơn mức lạm phát. Và đó, đấy là những câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Câu chuyện là về dòng tiền di chuyển như thế nào, đồng tiền đang ở đâu. Và tổng kết ở trong năm 2023, chúng ta đang để tiền đa số là ở trong tiết kiệm ngân hàng, theo như những cái gì mà mình tìm hiểu và theo những cái gì mình nhận định. Vậy thì ở trong năm 2024 và ở trong những năm tiếp theo, liệu dòng tiền quay trở về chứng khoán, quay trở về bất động sản hay những kênh đầu tư truyền thống khác hay không? Thì mình rất là mong được nghe những cái chia sẻ cũng như là những đóng góp của các bạn ở trong video này. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video của Em Invest, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.